Thua chưa? Ê, chưa. Để tôi suy nghĩ anh. Rồi, trả lời đi. Thì bây giờ là... Thua đi. Để tôi suy nghĩ. Suy nghĩ là nếu như vậy... Thì đưa. Tôi sẽ... Thua đi. Tôi sẽ chặt. Thì đưa. Ngại. Giận luôn giờ, ông nhảy mồm tôi hoài à. Để tôi suy nghĩ được không? Suy nghĩ đi. Rồi, suy nghĩ. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc. Mà ông đố tôi gì vậy? Trời ơi. Tưởng bây giờ bà biết ngầu bà tích tắc đã, tích tắc cái bà hỏi lại. Bây giờ tôi đố bà nè. Ừ. Nghe kỹ lại câu hỏi nha. Rồi. Một đàn voi bị điếc. Một đàn voi bị điếc. Đang đi làm xiếc. Đang đi làm xiếc. Hỏi bà có mấy con? Hỏi tôi có mấy con? Suy nghĩ. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc. Thua. Trời ơi. Bạn Hương mình nói bạn nghe nha. Không hiểu sao mà bạn có thể tồn tại trên cõi đời này được. Sao ạ? Bạn vừa xấu mà bạn vừa vô duyên. Cái gì vô duyên á? Để suy nghĩ thôi. Một đàn voi bị điếc đi làm xiếc, họ có mấy con? Biết rồi. Mấy con? Một đàn. Vô duyên. Một đàn nói làm chi? Ủa gì hả? Nghe lời giải đáp thắc mắc. Một đàn voi bị điếc à. Có nghĩa là bị sao? Hư tai. Hư tai nó ngược lại 24. Đó. Có nghĩa là đàn voi bị điếc làm xiếc là hư tai. Hư tai là 24. Là 24 con. Yeah. Cớ sao cuồng này Hương. Cớ sao sâu này Hương. Nè, cha chọc quê tôi hoài à. Để cho tôi gỡ quê đi. Gỡ đi. Rồi gỡ quê nha. Nghe cho kỹ ha. Nghe cho kỹ với lời nha. 3 giờ sáng, ông thức dậy, ông đi qua 3 cái cầu. Ông lượm được 3 mịch vàng. 3 mịch rồi vàng. Ông đi trở ngược lại cái cầu thứ nhất. Tới cái cầu thứ hai nó sập xuống. Lúc đó ông giữ lại tánh mạng hay là ông giữ lại mịch vàng? Mịch vàng, tánh mạng. Ờ. Ờ, này đúng mẹ không mà ngu cho giữ vàng, giữ tánh mạng. Thôi, bây giờ ông trả lời dứt khoát câu đi. Giữ cái nào? Người sống đóng vàng, tôi phải giữ lại tánh mạng. Nhất định chưa? Tánh mạng. Tự nhiên đánh tôi. Thì ông nói đó, tánh mạng, tánh mạng, tánh mạng. Tánh mạng là cái gì? Đọc ngược lại cho tôi coi. Tán mạnh. À, bây giờ mới tới phiên tôi nè. Cứ sao buồn này cứ, cứ sao buồn này cứ. Bởi vậy á, gái là như vậy á, tiểu nhân á. Tự nhiên dụ dỗ đánh đập người ta. Trời ơi. Vậy thôi nha. Con gái có. Có gì? Con gái có. Có gì? Yeah. Cái gì hả? Sao Hương, Hương mới nói giò tôi đau quá. Hương mới nói gì? Có gì? Là ký cái giò. Cớ sao Hương. Hương. Anh gọi tên em. Anh gọi tên quỷ rồi. Con chơi ông nữa thì ở nhà à? Gì vậy? Đỡ quầy không? 2-1 nha. Thôi tôi không chơi ông nữa. 2-1 nha. Duyên. Tôi không chơi ông nữa. Thôi nha. Gì ông nói gì? Thôi nha. Nói lại đi. Thôi nha. Câu cuối đi. Thôi nha. À. Đã đi đánh tôi. Thì ông nói nó thôi nha. Thôi nha. Thì thôi đi dễ làm gì. Trời ơi. Bà đố mẹo. Trời ơi. Gậy ông đập lưng ông. Nãy giờ hát dữ lắm cô. Giờ thì quy quy tôi ra. Cứ sao buồn là cứ sao buồn. Thôi. Thôi tôi đi về ha. Lại đây nó nghe ông. Còn sớm mà ngồi đố tiếp chút xíu nữa đi. Thôi tôi thắng không rồi. 2-1 rồi. Tôi đi về. Bây giờ ba má tôi sẽ đợi tôi đi về. Hương. Cái gì? Lại chơi xíu nữa đi, đố xíu nữa đi. Nó lái đi. Muốn chơi phải không? Ừ. Để tôi hỏi ông này trả lời dứt khoát câu 1 về nha. Thoải mái. Vậy ông dám đánh ba không? Đánh ba. À. Tính gạt rồi mình biết đánh ba là đá banh. Trời ơi, sao ông dám? Tôi là chùm đá banh trong trường nè, chân cầu thủ nè. Đó. Thôi giờ tôi hỏi ông dám đánh ba không? Sao ông dám? Đánh ba tôi nè. Đánh ba tôi nè. Ba nè, đánh đi con. Mày á hả? Tan tường không có trước, trước cổng tường để tao đứng chờ nắng chết. Hẹn gái đi tắm hồ hả mày? Tưởng ai hẹn con bánh bèo vừa lùng vừa xấu. Vì nó là đâu đánh tao à? Phải. Ba đừng giận con tại vì con nó với bạn Hương tập nó lái. Nó lái là sao?
là đánh ba là đá banh á, chứ con đâu có dám đánh ba đâu. À, nói lái phải không? Dạ. Nè, nói cho tụi con biết nha, từ ngữ Việt Nam rất là phong phú. Dạ. Nói lái là cũng phải suy nghĩ chứ, chín chắn là mới trả lời cho chưa. Dạ. Thôi được rồi, hôm nay tao thấy mày học cũng chắc cũng căng thẳng lắm ha. Tóc dạ. Tai dựng đứng hết trơn à. Dạ. Đi về nhà đi, ba chú uống rau má. Ha. Tạm biệt bạn nha, mình về, ba mình cho mình uống rau má. Là tao đánh mày ra máu đó. Trời ơi, ba cũng nói lái nữa, rau má là ra máu. Ôi, chuyện này tiêu rồi. Cương ơi Cương, bây giờ tôi mới biết là ông sắp sửa bị cấn sang. Phù này Cương, cấn sang, cày này Cương.